Nàng sẽ trông coi toàn bộ sản vật của giang sơn đất nước này bằng cả trái tim và linh hồn của nàng. Tướng quân ơi, người định làm gì vậy? Một tác phẩm đầy ma mị với sự trở lại của Tông Na Quát. Tiếng nữ sẽ khiến cho người đó phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Hù có trả được, cậu sẽ có một tai họa song trên. Hay oán lại thêm vậy. Ma! Đón xem Mối Thù Truyền Kiếp lúc 20 giờ hàng ngày trên TVStar SCTV 11.